Xin chào các cô chú, anh chị. Kênh Tobi là tiếp nhận hồ sơ phòng khám cho Tường, hồ sơ bệnh nhân mới phòng khám cho Tường. Thì hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2023, thì kính chào các cô chú, anh chị. Thì phòng khám vẫn hoạt động như bình thường, các hoạt động xây dựng tường rào cũng diễn ra khá thuận lợi. Ngoài ra bệnh nhân cũng đến rất nhiều. Hôm qua thì tiếp nhận 5 ca mới, bệnh nhân mới gồm là các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, điểm tin hôm nay 26 tháng 12. Người bệnh và bệnh nhân lấy thẻ, tôi còn bảo vệ bên kia hoạt động xây dựng vẫn tiến hành. Dạ, cảm ơn. Bây giờ chúng ta vô phòng khám. Hôm nay phòng khám cũng mới sáng sớm cũng khá đông bệnh nhân đến. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đây là chỗ thầy Châu với thầy Linh, đây là chỗ thầy Nguyễn Tấn Thanh nơi tiếp nhận hồ sơ. Lạy cha, lạy Chúa. Nơi phòng khám có chỗ thầy Quý. Kính Chúa, kính Cha.
Đây là phòng khám của chỗ thầy Tiến, thầy Võ Duy Tiến. Các bạn sao vui lá cũng đau nhưng mà không đau mấy, tại hôm qua về con có ngủ chưa nên tối ngủ thẳng giấc đã lọc thôi. Nói chung rau củ ăn được, thích ăn gì ăn, ăn gì cũng ăn, ăn được rau rau mà sống không ăn cũng được luôn không ha. Vậy cũng mua rau cũng có, rồi làm ngủ với đường. Nhưng nhưng nói thì bệnh nhân này sắp ra viện rồi nè. Chúc mừng chú. Vậy bữa con phỏng vấn chú. Xe nước đang tải nước đến rồi. À, được cũng được các người nhà bệnh nhân tham gia vận chuyển nước xuống cho các bệnh nhân, phục vụ các bệnh nhân của mình. Nước này cũng của Mạnh Thường Quân tài trợ của vị chỗ anh Giang ở đầu lộ ấp Dòng Lớn, đầu lộ vô nhà thờ Dòng Lớn của xã Vinh Kim. Nước này thử đầu kiềm là 8 tấm hay gì trong cái ngưỡng cho phép. Đây là anh Giang, nãy giờ giới thiệu mà không thấy ảnh. Anh Giang nói chung là tài trợ nước cho bà con ở đây. Thấy à, ảnh bự con không? Anh Giang doanh nghiệp tư nhân ở đây à, hỗ trợ những cái nước chở từ nhà tới đây quý vị.
anh Minh Giang. Bệnh nhân nói chung lạy Chúa, lạy Cha, cầu mong cho được khỏi bệnh. Anh này cũng thanh niên còn trẻ mà nói chung anh mắc bệnh ung thư, cũng là nghịch cảnh. Đây là trước phòng đắp thuốc của gì, chỗ bệnh nhân với người nhà bệnh nhân cũng đang đợi thì tới lượt mình để đắp thuốc. Mặc dù mẫu cha không ở chỗ phòng khám này nhưng mà cha luôn phù hộ các bệnh nhân, quý vị. Có cụ Chính ở bên An Giang cũng mạnh thường quân đó, cũng thường mơ thấy cha, cha ở dưới này chứ không phải ở trên chỗ mộ đâu, quý vị. Cụ Chính nói vậy. Chính nằm trên bao. Mới xong cái mít. Hổm chưa sắm cái mic á. Nói chuyện nhỏ xíu à. Qua mở coi thấy nha. Có mấy clip đầu á nó hơi nhỏ. Cây nhà lá vườn luôn à. Mày tay ngang ra làm luôn mà. Cũng từ từ lên lưu luyện thôi. Dạ dạ. Mới mà. Vô YouTube rồi coi cách hướng dẫn của nó rồi mình học theo mình làm cũng nói chung cũng dạ có à cô, dạ mới xây dựng từ hồi lúc bữa 21 tháng 12 á, mới có 4 ngày à, dạ để diện lắc, bên này nó chưa tương tác mạnh. Thank you.
phù biển kiến. Cái mà phù. Qua thì có dẫn cái thầy rừng đúng không? Xuống không? Ủa vô thì sao? Cả. Chứ có lần ăn dưới ngủ mấy tiếng? Một tiếng. Bây giờ là các bạn như mới ăn qua mấy cái dĩa rồi mình cúng. Ta xin cái phiếu thì mình có số. Xin chào em hỏi em hỏi thầy có số nhé. Thầy có cho thẻ đặt cái đây em chỉ cho cái băng. Đây là phòng đắp thuốc, kế bên là phòng bấm huyệt. Đang quay phần thả ở bên nào làm chúc mừng đã thành công. Dạ. Cũng mong là vậy. Nhân sáng ngày đến cũng là ngày càng đông. Nói chung là trải qua những chuyện, mặc dù có những chuyện thế nào nhưng mà thôi các thầy cũng những chuyện cũ mình không có nhắc lại, hướng đến một cái gì nó mới mẻ cho cuộc sống này. Chăm rắn, cố gắng với các thầy là chăm lo các bệnh nhân, yêu cầu là lành bệnh trở về với gia đình là các thầy vui mừng. Còn những chuyện vừa qua thì ai nghĩ gì thì nghĩ. Bệnh nhân ra trước cửa phòng khám đơn sơ phơi nắng nha quý vị. Phơi nắng cũng là một trong những cái phác đồ mà các thầy khuyến khích quý vị sáng cần một buổi phơi nắng như thế này. Rất là hiệu quả cho công tác điều trị. Ừ, nắng sáng tốt. Bà quay lại cho hứng nắng sáng rồi với ta chứ. Nắng sáng tốt. Phơi nắng sáng cũng là một phác đồ để trị bệnh đó. Quý thầy cũng khuyến khích các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân sáng phơi nắng, tại vì cũng không ít nhất khoảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Đây là chú bảo vệ cũng quê hương ở đây nhưng mà mình hợp đồng với một công ty trên thị
Thì các thẻ này là của bệnh nhân, mỗi khi vô đây là phát cái thẻ này thì màu vàng của thầy Tiến, màu xanh là của thầy Quý. Còn những cái thẻ màu khác, ví dụ như màu cam là những thẻ ưu tiên dành cho những bệnh nhân mà nói chung là đi lại khó khăn hoặc là già yếu gì. Ngoài ra thì mỗi ngày cũng nhận bệnh thường xuyên cái gì, nhận bệnh mới. Số 60 phòng này. Quay mệt hết. Cái hồ quay hả Trinh? Thì theo các thầy cho biết, nếu thầy không đề nghị cái thầy phát biểu, thầy không có phát biểu thì cái phòng khám này là cũng tạm bợ quý vị. Một thời gian khi mà xây dựng phòng khám mới ở nơi mà phòng khám cũ hôm trước, thì nói chung kiến trúc cũng như của cha hồi xưa. Kiến trúc cũng gần gần giống như vậy, thay đổi là trước là cha làm cây tre lá rất là mát mẻ, sau này cây tre lá kiếm cũng khó khăn. Đây là bệnh nhân cũng sắp sửa xuất viện rồi quý vị, vài bữa gặp lại chú mình sẽ làm một cuộc phỏng vấn về chú sau những ngày mà trị bệnh ở đây, đã hoàn thành phác đồ để chuẩn bị xuất viện rồi quý vị. Cũng nhiều ca lắm nhưng mà chú là một trong những tiêu biểu. Xin cũng xin kết thúc video đây, thì mình điểm tin trong cái ngày 26 tháng 12, cũng gần qua năm rồi. Đội ngũ đại diện đội ngũ như là các thầy ở phòng khám Cha Tường yêu thương cho không, kính chúc quý vị năm mới vui vẻ, thắng lợi, đạt được nhiều thắng lợi. Chúc các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cố gắng, bệnh nhân ở lại thì cố gắng hoàn thành phác đồ, còn những bệnh nhân mà xuất viện thì cũng trên tinh thần là giữ gìn những cái gì mà các thầy đã dặn, cũng như các thầy cũng như cha xưa dặn sao các thầy cũng thực hành y chang như vậy, để cho bệnh nhân có một cuộc sống mới tươi đẹp, bước qua một cái nói chung bệnh nhân lành chữa lành khỏi, hoàn thành phác đồ trở về nhà hưởng thụ một cuộc sống mới đầy niềm yêu thương của gia đình, đầy hạnh phúc. Cái này xin kết thúc video, xin chào quý vị cũng như bà con cô chú anh chị, xin chào, hẹn gặp lại các clip khác của quý vị.